trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Nguyễn Thị Minh Trang thăm điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bình Khiêm. Điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bình Khiêm có 19 phòng thi với tổng số 458 thí sinh. Đến thăm hỏi và động viên các cán bộ tại điểm thi, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Nguyễn Thị Minh Trang đánh giá cao công tác chuẩn bị, tinh thần nghiêm túc của cán bộ nơi đây. Đồng thời lưu ý điểm thi thực hiện nghiêm túc quy chế thi, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn và tạo điều kiện cho thí sinh thi tốt.